Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Phẩm thứ 11, Tịnh hạnh phẩm. Tập 1494. Chủ giảng Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ Bửu Quang tự đệ tử Như Hòa. Giảo duyệt Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian ngày 5 tháng 1 năm 2006. Địa điểm Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem phẩm Tịnh hạnh thứ 11. Đoạn thứ nhất là chỉ sự hiển nhân. Chúng tôi đọc kinh văn một lượt. Phật tử dân hà dụng tâm, năng hoạch nhất thiết thắng diệu công đức. Đây là lời Văn Thù Bồ Tát đã nói. Văn Thù Bồ Tát gọi Phật tử. Nhằm khai thị cho hết thảy đại chúng. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Trí Thủ Bồ Tát làm đại diện. Chữ Phật tử ở đây chỉ Trí Thủ Bồ Tát. Ngài đại diện cho đại chúng. Câu gạn hỏi này rất quan trọng. Trong phần sớ, Thanh Lương Đại Sư gọi câu này là tổng trưng. Dụng tâm như thế nào? Trong phần trước, chúng tôi đã nói rất nhiều. Trong 5 môn của phần biệt hiển, đoạn thứ nhất cũng đã nói rồi. Hôm nay chúng ta xem tiếp đoạn thứ hai là thông hiển văn chỉ. Thanh Lương Đại Sư bảo chúng ta nhiên thử chương nguyện, cứ tuy hữu tứ. Chữ chư chỉ những bài kệ tụng trong phần tiếp theo, gồm 141 bài kệ, tức là 141 nguyện. Mỗi nguyện là 4 câu, tức là kệ tụng thuộc thể loại 4 chữ. Đại sư nói, cứu tuy hữu tứ, sự đảng hữu tam. Trên thực tế, chỉ có 3 chuyện được nói trong một bài kệ. Ví như trong phần kệ tụng có bài nói Bồ Tát tại gia, đương nguyện chúng sanh, tri gia tánh không, miễn kỳ bức bách. Câu đương nguyện chúng sanh, 141 lời nguyện đều có, tức là câu thứ hai chẳng có ý nghĩa, chỉ là nên nguyện vì chúng sanh. Vì thế, nói đến sự thì chỉ có 3 câu. 3 câu triển khai ra sẽ là 6 ý nghĩa. Trước hết nói về 3 sự. sơ cứu. Đối với chuyện này, 141 câu nguyện trong phần sau đều chẳng có ngoại lệ, đều tuân theo cách thức này. Vì thế, câu đầu chính là chuyện để chúng ta nguyện. Như trong câu tam quy y mà chúng ta thường nói, điều được nguyện cũng nằm trong câu đầu. Chẳng hạn như tự quy y Phật đương nguyện chúng sanh. Tự quy y Phật chính là nguyện sở y sự. Đây là phán định ý nghĩa của câu đầu tiên. Câu thứ hai là nguyện sở di cảnh. Cảnh là cảnh giới. Bản thân chúng ta quy y Phật cũng nguyện cho hết thảy chúng sanh trong khắp pháp giới, hư không giới đều biết quy y Phật. Đấy là cảnh giới để chúng ta nguyện. Cảnh giới ấy là gì hết thảy chúng sanh. Hết thảy chúng sanh không chỉ bao gồm nhân loại trong thế gian, mà còn bao gồm chính pháp giới. Phạm vi không chỉ là thế giới Sa Bà, mà tâm lượng được mở rộng khắp pháp giới, hư không giới, vô lượng vô biên các cõi Phật, đều là cảnh giới để chúng ta phát nguyện. Tâm lượng ấy to lắm, nhưng khi phát thì phải là thật sự phát. Nếu chỉ là niệm bài kệ này mà tâm và miệng chẳng tương ứng, đấy chẳng phải là tu Phổ Hiền Hạnh. Phổ Hiền Bồ Tát trong ngoài như một. Người qua nói là biểu lý bất nhị. Bề ngoài và nội tâm nhất trí. Như vậy thì tâm lượng mới có thể mở rộng. Chẳng khởi tâm, không động niệm thì thôi. Hễ khởi tâm động niệm, đều lấy hết thảy chúng sanh trong khắp pháp giới, hư không giới làm cảnh giới. Một 141 nguyện triển khai ra sẽ là từng ly từng tí trong cuộc sống hàng ngày, chẳng sót một pháp nào. Nhất định phải hiểu đạo lý này. Đấy là Phật tâm, là Phật nguyện, là Phật hạnh. Vì thế, chúng ta nhắc tới Phổ Hiền Hạnh nguyện. Những kẻ bình phàm chỉ biết là 10 đại nguyện dương. Đấy chính là 10 tổng cương lãnh. Triển khai tổng cương lãnh, có thể nói 141 nguyện là mục, tức cương mục. Triển khai mỗi câu, mỗi nguyện sẽ đều trọn đủ viên mãn 10 cương lãnh. Mỗi điều trong 10 cương lãnh ví như lễ kính chư Phật, mỗi điều đều trọn đủ 141 nguyện ở nơi đây. Một hàm nhiếp nhiều, nhiều quy nạp thành một, một và nhiều chẳng hai. Nay chúng ta hiểu rất rõ ràng, rất minh bạch. 141 nguyện ấy triển khai ra sẽ là vô lượng vô biên. Hành vi trong cuộc sống hàng ngày, khởi tâm động niệm từng ly, từng tí một. Trùng trùng vô tận, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. Do vì Tứ Thập Hoa Nghiêm chính là phẩm nhập pháp giới của Kinh Hoa Nghiêm. Tựa đề kinh của Tứ Thập Hoa Nghiêm là Nhập Bất Tư Nghị, cảnh giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm. Quý vị mới thật sự hiểu cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là gì. Nó chính là nguyện sở di cảnh chẳng thể nghĩ bàn. Hai câu sau, tức là câu thứ ba và câu thứ tư là nguyện cảnh thành ích. Trong mỗi bài kệ, nguyện là câu đầu tiên, cảnh là câu thứ hai. Câu thứ ba và câu thứ tư là sự thành tựu vô lượng công đức do lời nguyện ấy. Thông thường trong tam quy y, điều thứ nhất là tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm chính là nguyện cảnh thành ích. Chính mình phát khởi cái tâm vô thượng Bồ Đề, thành tựu đại đạo. Là nguyện cho hết thảy chúng sanh khắp pháp giới hư không giới đều thành đạo vô thượng. Chính mình phát vô thượng Bồ Đề tâm, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều cùng thành Phật đạo. Quý vị thấy tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi, thảy đều trọn đủ. Ba chuyện ấy nếu triển khai ra, khai chi lục giả, sơ sự hữu nhị. Trong phần sự có hai điều. Một là nội, nhất giả nội, vị Bồ Tát tự thân căn, thức đẳng. Kinh dân Bồ Tát đẳng cố. Đấy là nói theo phía trong. Tự thân căn là nói tới lục căn, tức mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đấy là lục căn. Thức là nói tới sáu thức. Nay chúng ta đang là phàm phu trong 10 pháp giới, luôn coi thức, tức 8 thức, 51 tâm sở, là cái tâm của chính mình. Chẳng sai, đấy là tâm, nhưng là vọng tâm, chẳng phải là chân tâm. Trong 10 pháp giới, thảy đều dùng vọng tâm. Càng lên cao hơn, vọng tâm càng gần với chân tâm. Càng đi xuống, càng xa chân tâm. Chân tâm là tánh, tức tâm tánh. Vượt thoát 10 pháp giới, hoàn toàn dùng chân tâm, chẳng dùng vọng tâm. Dùng chân tâm thì là Phật. vượt thoát 10 pháp giới, vừa mới vượt thoát. Sơ trụ Bồ Tát của Diên giáo được gọi là phát tâm trụ. Phát tâm gì vậy? Bồ đề tâm. Cũng chính là chân thành tâm như chúng ta đang nói trong hiện thời. Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Hễ tâm Bồ Tát vừa động, chắc chắn là năm thứ ấy thảy đều trọn đủ. Chẳng thể nói là thiếu một trong năm thứ ấy, chẳng hề có, thảy đều trọn đủ. 5 cái tâm là 5 cách nói, thật ra chỉ là một bồ đề tâm. Vì thế, chúng ta thực hiện viên mãn 10 chữ ấy. Chúc mừng quý vị! Quý vị không chỉ vượt thoát lục đạo, mà còn vượt thoát 10 pháp giới. Xét theo địa vị trong Kinh Hoa Nghiêm, quý vị là từ sơ trụ trở lên, là Pháp thân Bồ Tát. Quý vị là phần chứng Phật, chân Phật chẳng phải là giả Phật. Nay chúng ta trước hết chiếu theo giáo huấn của Đức Phật để nhận biết Bồ Đề Tâm. Hằng ngày niệm nó, nhưng chẳng làm được. Đối với chân thành, chúng ta xử sự đãi người tiếp vật, vẫn có hương ngụy. Bất quá là như thế nào, đỡ hơn lúc chưa học Phật, có tiến bộ. Chưa học Phật thì đối nhân, xử thế, đại khái là 10 phần, hết 9 phần là hương ngụy. Nay đã học Phật, đại khái chúng ta hương ngụy chỉ có 7 phần hoặc 8 phần. Đó là có tiến bộ. Không đủ. Nếu chiếu theo giáo nghĩa của Hoa Nghiêm, chúng ta đã dùng nhiều thời gian gần ấy để học tập. Biết Bồ Tát thuộc địa vị thập tính, từ sơ tính cho đến thập tính, viên mãn cái tâm thập tính, sẽ chứng sơ trụ Bồ Tát. Bồ Tát thuộc địa vị thất tính, vượt thoát lục đạo. Chúng ta dùng trường hợp này để khảo sát. Sẽ có thể nói, chúng ta học Phật có mấy phần chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Nếu có thể có được một phần, chúng ta đã làm được một phần. Chúng ta có thể chia số điểm thành 10 phần. Làm được một phần, quý vị sẽ là Bồ Tát thuộc địa vị sơ tính. Chẳng làm được phần nào, quý vị chẳng nhập môn. Quý vị vẫn là lục đạo phàm phu, chẳng nhập môn. Nếu làm được 7 phần, chúng ta nói là 7 phần 10. Đối với 10 chữ này của Bồ Đề Tâm, nếu dùng 100 điểm để so sánh, chúng ta có thể đạt được 70 điểm, sẽ là A-la-hán. Có thể làm được 80 điểm, sẽ là Bích Chi Phật. Có thể đạt được 90 điểm, sẽ là Bồ Tát. Có thể đạt được 100 điểm, sẽ là Phật trong 10 pháp giới. Đã mấp mé vượt thoát 10 pháp giới, lại tiến lên cao hơn, sẽ là Sơ Trụ Bồ Tát. Sơ Trụ Bồ Tát trụ trong nhất chân pháp giới, đến Hoa Tạng, đến thế giới cực lạc. Phải biết điều này. Nếu chúng ta dùng 100 điểm để nói, phải đạt tới 10 điểm mới là sơ tính Bồ Tát. Ngẫm lại, có thể là hiện thời chúng ta chỉ được 1-2 điểm, chẳng đạt được 10 điểm. 10 điểm nói theo thế gian sẽ là Thánh Hiền, chẳng phải là Thánh Nhân thì cũng đáng gọi là Hiền Nhân. Hiền nhân quân tử có mấy phần thành thật đối với người khác, tương phản với chân thành là hư ngụy. Xét theo tỷ lệ phần trăm, chúng ta luôn là hư ngụy 90%. Chân thành chỉ có 2-3% là đã khá lắm rồi. Quý vị sẽ dần dần khế nhập Đại Thừa. Chân thành là như thế, mà thanh tịnh cũng là như thế, bình đẳng cũng là như thế, cho đến từ bi cũng là như thế. Chúng ta dùng Hoa Nghiêm để lãnh hội như vậy sẽ dễ hiểu, khá dễ hiểu mà cũng khá dễ nói. Đấy là chuyện chúng ta ắt phải nghiêm túc nỗ lực, phải không ngừng nâng cao điểm số của chính mình lên. Hy vọng tăng thêm điểm mỗi năm, mỗi tháng. Quả nhiên có thể làm như thế. Tôi tin rằng quý vị nhất định đạt được pháp hỷ sung mãn. Đúng như Phu Tử đã nói, học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Quý vị sẽ sống rất vui sướng, cuộc sống rất hạnh phúc. Vì sao? Trí huệ nâng cao, trí huệ tăng trưởng, phiền não nhẹ nhàng. Đấy là đạo lý nhất định. Do đó, đấy là lục căn và lục thức của chính mình. Nhìn từ chỗ này của Bồ Tát, phán định đấy là nội. Kinh Dân Bồ Tát Đẳng Cố. Kinh Dân là nói tới những bài kệ tụng trong phần sau. Câu đầu tiên trong bài kệ tụng nói về Bồ Tát, chính là bài kệ chúng ta vừa mới đọc, Bồ Tát tại gia, đương nguyện chúng sanh. Vì thế, dùng câu đầu tiên, cũng là câu đầu tiên được nói trong đoạn kinh văn thuộc phần sau để luận định về các sự là nội hay ngoại được nêu trong bài kệ. Thứ hai, đã có trong, ắt phải có ngoài. Ngoài là tha thân hoặc y chánh tư cụ đẳng. Giống như câu đầu tiên, Bồ Tát tại gia. Tại gia thì trong nhà quý vị có cha mẹ, có anh em, có vợ, con. Ngoài tự thân thì đều là tha, tức là kẻ khác. Hoặc là nói y chánh tư cụ. Y là hoàn cảnh sống của chúng ta. Chánh là hoàn cảnh nhân sự, như cha mẹ, anh em, vợ con. Đó là chánh. Tất cả đất đai, nhà cửa, cho đến những thứ cần dùng trong cuộc sống đều thuộc loại y báu, đều có thể gọi là tư thân chi cụ. Nay chúng ta nói là hoàn cảnh nhân sự và hoàn cảnh vật chất trong gia đình khiến cho chúng ta sống tốt đẹp hơn. Kinh dân tại gia đẳng, ngày hôm qua tôi suy nghĩ rất lâu. Vì năm nay, Cục Tôn giáo Nhà nước của Trung Hoa muốn mở luận đàn về Phật giáo trên thế giới. Chuyện này tốt lắm. Tôn giáo của Trung Hoa ngã theo hướng thế giới. Chủ đề là thế giới hài hòa, thực hiện từ cái tâm. Tâm tịnh, ắt cõi Phật tịnh. Tâm an, ắt chúng sanh an. Tâm bình, ắt thiên hạ bình. Chủ đề này hay lắm. Thực hiện từ nội tâm của chính chúng ta. Phải thực sự làm, chớ nên làm giả. Phải tương ứng với phẩm tịnh hạnh. Trước đây không lâu, Lão Hòa Thượng Mãn Thành ở Lư Giang có một nhóm người theo Ngài xuất gia. Nghe nói là hơn 50 người. Lão Hòa Thượng nói với tôi về vấn đề thọ giới. Tôi nghĩ rằng vẫn là chẳng thọ giới thì hay hơn. Hiện tại là thời kỳ mạt Pháp. Chúng ta thấy cổ nhân Ngẫu Ích đại sư sau khi thọ giới tỳ kheo đã đối trước chư Phật Bồ Tát thoái giới. Trả giới tỳ kheo lại cho Phật Bồ Tát. Chính mình suốt đời giữ giới sa di. Vì thế, trong rất nhiều bản chú sớ, lão nhân gia ghi là Bồ Tát giới sa di. Sa di thuộc địa vị học trò. Chúng ta hy vọng sẽ thật sự thực hiện, suốt đời đều là học trò. Nếu là tỳ kheo là thiên nhân sư, thuộc địa vị thầy. Chính chúng ta hãy suy ngẫm, đức hạnh, học vấn và tu trì của chính mình đều không đủ. Vẫn khiêm hư một chút thì tốt hơn. Suốt đời làm sa di. Vậy là đã rất cao rồi. Lần thoái lui ấy, Ngẫu Ích đại sư lui xuống làm sa di. Đồ đệ của Ngài tự nhủ: thầy của ta là sa di, ta chẳng sánh bằng thầy được. Vậy thì làm như thế nào? Thoái lui. Do vậy, học trò tức đồ đệ của ngài là Pháp Sư Thành Thời, Ngẫu Ích Đại Sư Toàn Tập là do Pháp Sư Thành Thời chỉnh lý, xuất bản, lưu thông cho đời sau. Ngài Thành Thời cũng hạ thấp càng nhiều hơn nữa, tự xưng là xuất gia ưu bà tắc. Đúng là danh xứng với thực. Trong quá khứ, tôi ở Đài Loan có một con dấu. Tôi cũng hạ thấp. Con dấu của tôi khắc chữ xuất gia ưu bà tắc. Như vậy thì mới là danh xứng với thực. Vì sao? Không chỉ là hiện thời chúng ta chẳng hành được giới tỳ kheo, mà giới sa di cũng chẳng hành được luôn. Có thể tu ngũ giới tốt đẹp, khéo hành ngũ giới, thập thiện thì đã tuyệt vời lắm rồi. Suốt đời gìn giữ ngũ giới, thập thiện, chúng ta xuất gia là xuất gia ưu bà tắc, danh chánh ngôn thuận, danh phù hợp thực, đó là đúng. Ở Trung Hoa cũng có một vị đại đức rất lỗi lạc. Tôi nói ra, các vị đều biết ngay, chính là Pháp Sư Quảng Nhất. Pháp Sư Quảng Nhất tự xưng là xuất gia ưu bà tắc. Do vậy, đối với danh xưng xuất gia ưu bà tắc, chúng ta thấy vị thứ nhất là Thành Thời, ngài là người sống cuối đời Minh, tức là cuối đời Minh đầu đời Thanh. Ta thấy vị thứ hai là Hoằng Nhất Đại Sư. Này chúng ta ngẫm lại, chúng ta kém cỏi hơn Hoằng Nhất Đại Sư. Danh xứng với thực, này chúng ta xác thực là giữ vững tam quy, ngũ giới, thập thiện. Yêu cầu chính mình ắt phải làm được, đấy là thân phận xuất gia. Vì thế, chúng tôi muốn thoái lui tam đàn đại giới để dùng thân phận gì? Xuất gia ưu bà tắc. Xác thực là chúng ta làm sự nghiệp Bồ Tát. Vì thế, thêm chữ Bồ Tát vào đằng trước, thành Bồ Tát xuất gia ưu bà tắc. Đấy là danh chánh ngôn thuận. Tôi hy vọng những người mới thế độ xuất gia đều có thể hiểu rõ đạo lý này. Chẳng dám tùy tiện tham dự thọ giới, tự cho mình là bậc đại thánh, đeo danh xưng đại thánh, danh chẳng phù hợp thực. Vậy thì quý vị có nghĩ đến một câu ngạn ngữ của cổ nhân: trước cửa địa ngục tăng đạo đông. Nghĩ đến câu nói ấy, run rẩy sợ hãi. Lẽ nào chẳng sợ hãi? Hãy ngẫm xem bản thân chúng ta đã làm được bao nhiêu. Nhất định phải biết điều này, chớ nên không biết. Chính mình phải khiêm hư, phải cung kính. Quyết định không dám đứng trước người khác, đứng sau người khác tốt hơn. Chẳng dám đứng trước người khác, đấy là nói đến tha. Lại xem đoạn thứ hai là sự. Thứ sự diệt nhị chủng cũng gồm có hai loại. Nhất năng phát nguyện giả, nhị sở nguyện chúng sanh, kinh dân đưa nguyện chúng sanh cố. Câu đưa nguyện chúng sanh có lời nguyện của chính mình. Nguyện chúng sanh là cảnh giới, đương nguyện là bản thân ta phát nguyện. Đó là người có thể phát nguyện. Khi chúng ta niệm 141 nguyện ấy, có thực sự là phát nguyện hay không? Niệm hàng ngày, buổi sáng niệm một lần, buổi tối niệm một lần, tối thiểu là niệm trong công khóa sáng tối. Trong công khóa sáng tối đều có tam quy y. Ba nguyện tam quy y cũng thuộc trong 141 nguyện. Tự quy y Phật, ta có quy y Phật hay không? Đây là điều thứ nhất phải chú ý. Ta có quy y Phật hay không? Tôi đánh số 141 nguyện ấy, từ thứ nhất đến thứ 141. Số thứ tự của tam quy y sẽ là 20, 21, 22. Đấy là thứ tự của chúng. Điều thứ 20 là tự quy y Phật, 21 là tự quy y Pháp, 22 là tự quy y Tăng. Chúng ta có quy y hay không? Tôi đã giảng về tam quy khá nhiều lần, có ghi âm lẫn ghi hình, còn có cả tập sách nhỏ mang tựa đề Truyền Thọ Tam Quy. Sáng tối đều niệm, nhưng chẳng quy mà cũng chẳng có y. Quy là quay đầu, quay đầu là bờ, chẳng quay đầu. Y là nương cậy. Chúng ta chẳng nương tựa, chẳng dựa vào Phật. Chúng ta y gì? Vẫn là y phiền não và tập khí của chính mình. Trong cuộc sống, công việc, xử sự, đãi người tiếp vật, chẳng nương theo giáo huấn của Đức Phật. Vì thế tôi nói là chẳng có quy mà cũng chẳng có y. Phật là giác. Quy y Phật là quy y giác. Tương phản của giác là mê. Khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, đấy là mê. Nguyện này dạy chúng ta từ mê quay về giác. Giác chứ không mê, đấy mới là thật sự quy y Phật. Từ tà quay về chánh, tức chánh tri chánh kiến. Từ tà tri tà kiến quay về nương cậy chánh tri chánh kiến, đấy là quy y Pháp. Quy y Pháp là chánh chứ không tà. Tăng là thanh tịnh. Tương phản của thanh tịnh là ô nhiễm. Nay chúng ta tinh thần ô nhiễm, tư tưởng ô nhiễm, kiến giải ô nhiễm. Hiện thời còn có sắc thân ô nhiễm. Xã hội hiện thời ô nhiễm nghiêm trọng. Chúng ta phải biết từ ô nhiễm mà quay về. nương tựa tâm thanh tịnh, nương tựa thân thanh tịnh, thân tâm thanh tịnh, quý vị tự nhiên khỏe mạnh, sống lâu. Chúng ta niệm tam quy mỗi ngày, có thật sự quay đầu hay không? Có thật sự nương tựa tam bảo giác chánh tịnh hay không? Nếu chẳng có, mỗi ngày chúng ta sáng niệm điều này, tối niệm điều này, có lúc tôi nói khó nghe là giấy vọng ngữ, lừa Phật, lừa Bồ Tát. Công khóa sáng tối, sáng lừa Phật, Bồ Tát một lần, tối lại lừa các ngài lần nữa. Sao mà nhẫn tâm thế? Thật sự quay đầu, thật sự có nương tựa. Thực hiện ở chỗ nào? Nay chúng tôi đề xướng phải thực hiện ở đệ tử quy. Thực hiện bằng thập thiện nghiệp sẽ là thực sự danh phù hợp thực. Giác chứ không mê, chánh chứ không tà, tịnh chứ chẳng nhiễm. Câu thứ nhất trong tam tự quy nói về người phát nguyện và chúng sanh được phát nguyện. Không chỉ là chính mình làm như vậy, mà còn nguyện. Có ý niệm ấy, hy vọng hết thảy chúng sanh đều có thể quy y tam bảo, đều có thể thực hiện tam quy, ngũ giới, thập thiện nghiệp. Chỉ cần chúng ta làm rất tốt đẹp, nhất định sẽ ảnh hưởng đến người nhà quý vị. Lâu ngày chày tháng, mọi người thấy quý vị là người tốt như vậy, sẽ bị ảnh hưởng. Chúng ta chẳng có cách nào cảm động người nhà, là do chính mình làm chưa đủ tốt. Chính mình thật sự làm tốt đẹp, há có lẽ nào chẳng cảm động người khác? Vì thế, cổ Đại Đức đã nói rất hay: hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỹ. Nghĩa là chúng ta chẳng đạt được mục tiêu mong mỏi, hãy quay đầu phản tỉnh. Chẳng phải là không thể giáo hóa người khác, mà là do đức hạnh của chính mình chẳng đủ. Hay nói rõ hơn, chẳng thể giáo hóa người khác là do trí huệ và đức hạnh của chúng ta chẳng đủ. Nhất định là phải tăng cường trí huệ và đức hạnh của chính mình, quý vị mới mong cảm động người nhà, mới có thể cảm động láng giềng, làng xóm, cảm động hết thảy đại chúng trong xã hội. Nhất định là phải thực hiện từ bản thân của chính mình. Hậu sự diệt nhị, đấy là sự. Xét theo sự thì có thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Sự thứ ba chính là nhất giả tự ích. Chính quý vị đạt được lợi ích. Do thử chư nguyện, thành tiền chư đức. Nói tổng quát là có thể đạt được hết thảy các công đức thù thắng, nhiệm màu. Do đó, quý vị phải biết dụng tâm. Biết dụng tâm như thế nào? Phật, Bồ Tát từ bi tột bậc, Ngài nêu ra nhiều thí dụ như thế. 141 nguyện là 141 thí dụ nhằm dạy quý vị trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc, đãi người tiếp vật, phải dụng tâm như thế nào? Nếu quý vị đúng như pháp tu hành, dụng tâm như vậy, sẽ chẳng hai, chẳng khác chư Phật Như Lai và Pháp Thân Bồ Tát. Trong cuộc sống hàng ngày, trong đãi người tiếp vật, Đức Phật dụng tâm như thế nào? Là như thế đó. Chúng ta phải khéo học, phải học hiểu. Quý vị sẽ thành tựu trí huệ và đức hạnh của chính mình. Quý vị thấy trong phần trước đã giảng về thắng diệu. Thắng là thù thắng, diệu là chẳng chấp tướng. Trong giáo pháp Đại Thừa, chúng ta đã đọc rồi đó. Lìa hết thảy tướng chính là hết thảy các pháp, tức là hết thảy các pháp đều là công đức thắng diệu. Là công đức thù thắng. Lìa hết thảy tướng, công đức nhiệm màu, chính là tướng mà ly tướng. Ly và tức đồng thời, đấy là Bồ Tát, là Phật, chẳng phải là nhị thừa. Nhị thừa lìa hết thảy tướng. Các ngài thật sự lìa. Vì thế, các ngài chẳng giáo hóa chúng sanh. Các ngài ngại chúng sanh chẳng dễ dạy, cho nên không dạy. Vì thế, chẳng có Bồ Đề Tâm. Trong Bồ Đề Tâm có Đại Từ Đại Bi. Các ngài chỉ có thanh tịnh, chẳng có từ bi. Do vậy, nhị thừa ở trong tứ thánh pháp giới, chẳng trụ trong nhất chân pháp giới. Bồ Tát trụ trong nhất chân pháp giới. Đấy là tự ích, tức là lợi ích chính mình, thành tựu công đức thù thắng, vi diệu cho chính mình. Điều thứ hai là ích tha, tạo lợi ích cho kẻ khác. Do thử phát nguyện, nguyện chúng sanh cố. Nguyện ấy chẳng phải là nguyện rỗng tuếch. Nói theo cách hiện thời, nguyện ấy là ảnh hưởng. Ta phát nguyện, nhất định phải làm được. Tất nhiên sẽ có thể ảnh hưởng đến người và vật chung quanh ta. Con người có thể ảnh hưởng vật, vật cũng có thể ảnh hưởng con người. Vật là gì? Núi, sông, đại địa, hết thảy chúng sanh. Người phát đại nguyện, phát thiện tâm, ý niệm từ của quý vị sẽ giống như làn sóng điện từ phóng xạ, giống như sóng ánh sáng. Luồng sóng thiện tâm và thiện nguyện ấy trọn khắp pháp giới, hư không giới. Cường độ sóng hoàn toàn tỷ lệ thuận với cái tâm phát nguyện của quý vị. Giống như tỷ dụ 100 điểm mà chúng tôi vừa mới nói. Nay chúng ta phát nguyện, dường như chẳng có cảm ứng to tát gì. Thật ra là cảm ứng không rõ rệt. Vì sao? Làn sóng ấy phát ra quá yếu, chẳng mạnh. Tuy rất yếu, nó vẫn trọn khắp pháp giới. Nếu chúng ta có cường độ, có cường độ 10% hoặc 20%, sẽ sanh ra hiệu quả rất lớn. Bồ Tát thuộc địa vị sơ tính trong Hoa Nghiêm là 10%, nhị tính tức Bồ Tát thuộc địa vị nhị tính trong Đại Thừa Viên Giáo là 20%. Sự cảm ứng rất rõ rệt. Hình tượng động tĩnh và động tác của Ngài cũng thế, đều là như đang nhập định. Đều có thể khiến cho núi, sông, đại địa bị ảnh hưởng. Đối với chuyện này, chỉ cần quý vị liễu giải thí nghiệm với nước của tiến sĩ Giang Bổn Thắng ở Nhật Bản, sẽ hiểu rõ. Thiện tâm chân thành có thể khiến cho hoàn cảnh bên ngoài đều trở thành tốt đẹp. Điều ấy được diễn tả là cảnh chuyển theo tâm. Trong giáo pháp Đại Thừa, Đức Phật thường nói hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Vì thế, nay chúng ta chẳng thể cảm hóa xã hội này, chẳng thể khiến cho hoàn cảnh vật chất trở nên tốt đẹp hơn. Nguyên nhân là do chúng ta làm chẳng đủ. Chính mình phải nghiêm túc phản tỉnh, kiểm thảo chuyện này. Cớ sao chẳng làm đủ, dấy lòng danh lợi, vẫn là tranh danh, đoạt lợi. Đối với thứ chính mình ưa thích, vẫn muốn giành lấy, vẫn có tâm tham. Tuy chính mình đã có, thấy người khác rất cần, thế mà ôm lòng keo kiệt, chẳng chịu bố thí. Khi thấy chính mình chẳng quá thoải mái, ngay lập tức cáu giận, sân khỏe liền dấy lên. Khi thấy người khác tốt hơn chúng ta, bèn dấy lòng ganh tị. Chư vị hãy ngẫm xem, chính mình có phải là hạng người như thế hay chăng? Nếu là như vậy, sẽ chẳng có phần. Đối với Bồ Đề Tâm như Đức Phật đã dạy, chúng ta chẳng phải là niệm suông rồi thôi. Có Bồ Đề Tâm ở đằng miệng, trừ miệng có Bồ Đề Tâm ra, chẳng có gì hết. Trong tâm quý vị chẳng có, nơi hành vi chẳng có. Làm sao có thể thành tựu công đức thắng diệu cho được? Chúng ta học Phật kiểu đó thì vẫn có thể đạt được. Tức là có thể đạt được hết thảy nghiệp nhân quả báo trong tam đồ lục đạo. Chẳng phải là thành tựu công đức thù thắng nhiệm màu. Những gì chúng ta đã làm vẫn là nghiệp báo của tam đồ. chớ nên không cảnh giác điều này. Nhất là những người tuổi đã xế bóng. Người qua thường nói từ tuổi 60 trở đi là vãng niên. Người trẻ tuổi vẫn chẳng thể lãnh hội tầm khẩn yếu của chuyện này. Từ 60 tuổi trở đi, đời này đã qua, niệm niệm phải tính toán cho đời sau. Đời sau ta sẽ đến nơi đâu? Dẫu trong quá khứ 60 năm trước đã tạo đủ mọi ác nghiệp, nếu 60 tuổi mà thân thể khỏe mạnh thì giác ngộ, quay đầu vẫn kịp. Kinh Giảng Sanh nói càng thù thắng hơn, từ bi đến mức tột bậc. Chỉ cần quý vị một hơi thở chưa dứt, sửa lỗi đổi mới, tu sám hối đều kịp. Con người chớ nên tự dứt bỏ, tự ruồng rẫy chính mình. Gặp gỡ Phật Pháp đúng là chẳng dễ dàng. Sau khi đã gặp gỡ, nhất định phải hiểu rõ, nhất định là phải giác ngộ, nhất định phải thật sự quy y, y giáo phụng hành. Pháp này đúng là ta và người cùng được lợi. Tự lợi chẳng thể nghĩ bàn, lợi tha cũng chẳng thể nghĩ bàn. Nay đã hết thời gian rồi, chúng ta nghỉ ngơi mấy phút. Chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Chúng ta xem tiếp phần khai thị kế đó của Thanh Lương Đại Sư. Thử hậu nhị cú, hoặc tiền cú thị nhân, hậu cú thị quả. Như chân sở hành vô nghịch, thành nhất thiết trí đẳng. Sở hành vô nghịch là nhân, thành nhất thiết trí là quả. Những trường hợp giống như vậy trong phần kệ tụng rất nhiều. Đối với câu thứ ba và thứ tư, có lúc câu trên là nhân, câu dưới là quả. Sở hành vô nghịch, nghịch. Là chống trái giáo huấn của Đức Phật. Giáo huấn của Đức Phật ở trong kinh luận, Tam Tạng Kinh Luật luận đều là giáo huấn của Đức Phật. Cổ nhân đã nói rất hay. Kinh luận ấn tri kiến, giới luật chánh hành vi. Chúng ta nói thân, khẩu, ý, tức là ngôn ngữ và tạo tác, đều phải nương theo giới luật. Khởi tâm động niệm phải nương theo kinh luận. Tam Tạng không gì chẳng nhằm dạy thân, ngữ, ý. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ, tạo tác của chúng ta thảy đều chánh đáng. Tiêu chuẩn của chánh là gì? Tiêu chuẩn là tánh đức. Giáo pháp Đại Thừa gọi nó là pháp tánh. Ba nghiệp thân, ngữ, ý đều có thể tương ứng với pháp tánh, chẳng trái nghịch. Người ấy là Pháp Thân Bồ Tát, là chư Phật Như Lai. Nếu có trái nghịch, mức độ trái nghịch lớn hay nhỏ, cạn hay sâu, rộng hay hẹp khác nhau, hễ trái nghịch ít, chẳng tổn hại đến điều tốt đẹp tổng quát, sẽ là những người thuộc tứ thánh pháp giới trong 10 pháp giới. Chưa thể hoàn toàn đạt đến không trái nghịch, hoàn toàn đạt đến chẳng trái nghịch, chính là 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ. Sở hành của các ngài chẳng trái nghịch, thành nhất thiết trí. Nhất thiết trí ở đây bao gồm 3 loại trí huệ, tức là nhất thiết trí, đạo chủng trí và nhất thiết chủng trí. Dùng 3 chữ ấy vì mỗi câu trong kệ tụng là 4 chữ, cho nên hễ nêu lên một, quý vị sẽ nghĩ những thứ sau trong 3 thứ đều được bao gồm trong ấy. Thành tựu nhất thiết trí là từ sơ trụ trở lên. Chúng tôi thường nói trong hết thảy các pháp, chúng ta nói là đối với người, đối với sự, đối với vật, chẳng có chấp trước. Người qua nói là chẳng có thành kiến, bất cứ điều gì cũng đều tốt đẹp, chẳng còn chấp trước nữa. Đấy là A-la-hán. Ví như chuyện ăn uống, tôi ở Tân Gia Ba nghe các đồng học Tân Gia Ba kể, người thuộc thế hệ trước Hoằng Nhất Đại Sư và Pháp Sư Quảng Hiệp ở Tân Gia Ba là bạn bè rất thân thiết. Pháp Sư Quảng Hiệp quê ở Phước Kiến, hai ngài từng ở chung một chỗ tại Hạ Môn một thời gian. Pháp Sư Quảng Hiệp hết sức tôn kính Hoằng Nhất Đại Sư, hết sức ngưỡng mộ. Vị này thật sự là một người xuất gia có đức hạnh. Do vậy, Hoằng Nhất Đại Sư nhận lời mời của sư sang Mã Lai và Nam Dương hoằng pháp, trụ tại tinh xá của sư, tức Chiêm Bồ Diện. Tôi đã đến nơi đó, cơ sở không lớn, có một dãy nhà nhỏ. Một cụ già kể với tôi, Pháp Sư Hoằng Nhất sống rất đơn giản, chăm sóc ngài rất dễ dàng. Đối với chuyện ăn ở, cho gì ngài ăn nấy, ngài chẳng có phân biệt. Có những món ăn nấu mặn chát, có người hỏi, thưa Pháp Sư, có phải là mặn quá hay không? Ngài đáp, mặn có cái ngon của mặn, nấu quá lạc, lạc có cái ngon của lạc, chẳng có gì không tốt. Đấy là hiện thân thuyết pháp. Trong kinh giáo, Đức Phật thường dạy chúng ta tùy duyên chứ không phan duyên. Tùy duyên thì bất cứ điều gì cũng được. Thuở Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế, đi khất thực, cho gì ăn nấy, chắc chắn là chẳng có phân biệt. Chẳng thể nói mỗi lần đi khất thực, nhà kẻ giàu có, sẽ cúng dường chư tăng thức ăn rất ngon, hàng ngày đến nhà họ khất thực chẳng có chuyện ấy. Mặt khác, nhà người nghèo khó, thực phẩm ăn rất tệ. Tâm Phật, Bồ Tát là bình đẳng. Vì thế, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, tu ở chỗ nào? Tu ngay trong cuộc sống, tu ngay trong nhân sự, tu trong hoàn cảnh. Quý vị mới thật sự tu thành công. Tu gì vậy? Sở hành vô nghịch. Quyết định tuân thủ giáo huấn của Đức Phật. Quý vị chớ nên kén chọn, món này ngon, món kia dở, chớ nên. Vì thế, một bát cơm Đức Phật dùng, do rất nhiều người bố thí, chẳng phải là một nhà. Cơm ấy được gọi là ca sa. Áo chúng ta mặc gọi là áo ca sa. Ca sa là tiếng Ấn Độ, có nghĩa là gì? Hỗn tạp. Y phục ấy là đỏ, vàng, xanh, trắng, đen. Năm màu ấy được gọi chánh sắc. Đức Phật nhuộm y, hòa chung năm màu đó, nhuộm thành màu ấy, nên gọi là áo ca sa. Ăn cơm là xin từ từng nhà, do người ta cúng dường. Đức Phật dạy các đệ tử khất thực, chỉ được xin từ 7 nhà, tức là từ 7 gia đình. Nếu 7 nhà đều không cúng dường, quý vị chẳng thể đến xin nhà thứ 8. Hãy trở về ôm bát rỗng. Quay về như thế nào? Chia sớt từ bát của các đồng học xin được nhiều. Khất thực chẳng phải là sau khi xin được, quý vị có thể vừa đi vừa ăn, chẳng thể được. Phải về đến chỗ cư trụ của chính mình. Dưới cội cây, mọi người đã đều trở về cả rồi mới cùng nhau ăn cơm. Rất có quy củ, có trật tự, chẳng phải là mỗi người xin được liền ăn phần của mình. Chẳng phải vậy. Sau khi trở về, nói chung là đem tất cả cơm trộn lẫn với nhau. Quý vị có thể ăn bao nhiêu, bèn lấy bấy nhiêu. Đó là bình đẳng. Do vậy, một bát cơm ngàn nhà. Quý vị liễu giải ý nghĩa này, chẳng giả. Thuở ấy, 1255 đồ đệ của Ngài, mọi người đi khất thực, sau khi trở về trộn lẫn cơm với nhau, chẳng phải là một bát cơm ngàn nhà ư? Điều này chẳng giả, mà là thực tại. Đều là hỗn hợp, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Cơm và thức ăn ở cùng một chỗ, nuôi nấng xác thân này. Phải luôn ghi nhớ, hết thảy đều tùy duyên, đừng phan duyên. Hết thảy cũng chẳng cần làm phiền kẻ khác. Phật Pháp là từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Nói chung, chẳng khiến cho người khác khó xử. Điều này rất quan trọng. Vì thế, trong kinh luận, Đức Phật thường nói, Bồ Tát ở đâu cũng sẽ khiến cho hết thảy chúng sanh sanh tâm quan hỷ, chớ nên khiến cho họ sanh phiền não. Hễ sanh phiền não sẽ chẳng phải là Bồ Tát. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ, tạo tác luôn lợi ích chúng sanh, chẳng nhằm lợi ích chính mình. Vì sao chẳng lợi ích chính mình? Lợi ích chính mình thì sẽ luân hồi trong lục đạo. Vì sao lợi ích chính mình sẽ luân hồi trong lục đạo? Cái nhân thứ nhất gây nên luân hồi trong lục đạo là chấp trước có ngã. Coi thân này là ta. Kinh Kim Cang nói, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Chỉ cần có ngã, nhất định là sẽ có chúng sanh, sẽ có thọ giả. Trọn đủ bốn tướng. Đấy là cái nhân của sự luân hồi trong lục đạo. Vì thế, Đức Phật dạy mọi người, nếu quý vị muốn lìa khỏi lục đạo, trước hết phải phá ngã chấp. Vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Ngã còn chẳng có, đương nhiên là ngã sở hữu càng giả. Vô ngã sở, quý vị mới có thể rời lìa lục đạo. Chấp trước kiên cố ngã và ngã sở, ngay cả niệm Phật cũng chẳng thể giảng sanh. Những trường hợp như vậy rất nhiều. Quý vị thấy trong Phật môn có quá nhiều văn tự ghi chép chuyện này. Nghiệp nhân quả báo đấy. Có những kẻ tu hành, bất luận tại gia hay xuất gia, cũng khá lắm. Chẳng coi trọng tiếng tâm, lợi dưỡng, chẳng coi trọng duyên thế gian, nhưng coi Phật Pháp quá trọng. Thấy thân rất nhẹ, thấy Phật Pháp rất nặng. Ví như thấy Phật Pháp, kinh sách rất nặng, còn trọng hơn sanh mạng. Quá coi trọng tượng Phật. Chấp trước kiên cố. Trong quá khứ, thuở còn trẻ, tôi rất yêu sách, rất coi trọng sách. Xác thực là vượt xa tất cả hết thảy những thứ khác. Về sau, khi Thầy Lý giảng kinh đã bảo chúng tôi, hễ có ham mê, trong tương lai, sau khi đã chết, quý vị niệm niệm chẳng lìa khỏi chúng. Nếu quá coi trọng kinh sách sẽ như thế nào? Trong sách có loại bọ giấy. Bọ giấy là những kẻ đời trước yêu sách, không nỡ rời khỏi quyển sách. Sau khi đã chết sẽ sanh làm bọ giấy trong sách. Thầy Lý dạy chúng tôi như vậy đó. Tôi đã thấy có những kẻ đặc biệt thích cất giữ tượng Phật, tượng lớn, tượng bé, vàng, bạc, đồng, sắt, chuyên môn thích sưu tập tượng Phật. Yêu chuộng tượng Phật là Phật tử kiên thành. Trong tương lai, khi người ấy vãng sanh sẽ đến nơi đâu? Tôi từng thấy trong tượng Phật bằng gỗ khắc có chuột. Tôi quản nhiên đại ngộ. Họ chẳng lìa khỏi tượng Phật. Trong tượng Phật có chuột, có gián, có kiến. Họ đến đầu thai trong các loài đó. Trong tự miếu chẳng có nam nữ hôn phối, họ bèn đầu thai vào đó. Vì thế, đối với bất cứ vật phẩm gì, chỉ cần có ham chuộng đều sẽ đem lại phiền phức rất lớn cho quý vị. Kinh Bát Nhã dạy rất hay, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Đức Phật nói lời này có nghĩa là gì? Vậy quý vị thảy đều buông xuống, chớ nên chấp trước. Tôi học Phật đến 10 năm, 20 năm mới thật sự buông xuống. Bất cứ gì cũng đều có thể buông xuống, chẳng còn làm những việc ấy nữa. Phải sưu tập một ít sách vở. Vì sao? Giảng kinh. Giảng kinh thì cần phải tham khảo tài liệu. Cho nên chẳng thể không cất giữ sách vở. Cất giữ sách như thế nào? Trước kia cứ cho là của chính mình. Chính mình rất quý tiếc. Hiện thời đều tặng cho thư viện. Thời cổ, chùa chiền có tàng kinh lâu. Hãy nên giao hết về tàng kinh lâu, giao cho thường trụ. Hiện thời, chúng tôi chẳng có lầu tàng kinh. Tôi ở Úc có Tịnh Tông học viện. Học viện cũng giao cho những người trẻ tuổi. Trong học viện có một thư viện quy mô kha khá. Toàn bộ sách vở của tôi đều trao cho thư viện. Ở bên cạnh tôi là một ít tài liệu để tham khảo. Tôi cũng chẳng chấp trước những tài liệu ấy. Ngày nào tôi không cần nữa, sẽ đều quyên tặng cho tự viện hoặc biếu tặng cho các trường. Hiện thời vẫn chưa quyên tặng, trong tâm đã sớm quyên tặng rồi. Chớ nên có mảy may vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Thân còn chẳng phải là ta, há có vật ngoài thân. Đã xuất gia, quý vị lại muốn xây dựng một căn nhà, chẳng phải là lại trở về nhà ư? Chẳng phải là quý vị lại có nhà ư? Dựng một ngôi chùa to, tức là bỏ căn nhà nhỏ nhoi thuộc về gia đình của mình để tìm một căn nhà to. Ngôi chùa này là của ta, là tài sản của ta, thuộc về ta. Chỉ cần là của ta, phiền phức sẽ kéo tới. Ấn Quang đại sư suốt đời không thâu đồ đệ, không truyền giới, không lập tự miếu. Là do đạo lý nào? Chúng ta phải suy nghĩ cho nhiều, phải liễu giải cho nhiều. Chẳng tạo nghiệp, chẳng có lỗi lầm. Suốt đời Ngài làm một chuyện là in kinh bố thí. Mười phương cúng dường, Ngài liền làm một chuyện ấy. Dùng những khoản cúng dường để lo liệu Hoàng Hóa Xã tại chùa Báo Quốc ở Tô Châu. Nay chúng ta gọi Hoàng Hóa Xã là Phật Kinh lưu thông xứ. Chuyên môn ấn tống kinh điển và thiện thư. Ngay cả sự nghiệp từ thiện cứu tế thông thường, Ngài cũng chẳng làm. Do nguyên nhân gì? Người làm sự nghiệp từ thiện cứu tế rất nhiều. Sự từ bi cứu tế ấy là trị đằng ngọn. Chư vị phải hiểu điều này. Người ta chẳng có ăn, tặng lương thực cho họ. Chẳng có mặc, bèn tặng quần áo cho họ. Đấy là trị đằng ngọn, giúp cho kẻ khác giác ngộ, giúp người ta tin nhân quả, giúp người ta đoạn ác tu thiện. Đấy là trị tận gốc. Đạo lý này sâu xa. Suốt một đời, Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm. Ngài đã làm gì? Từ thiện cứu tế. Ngài biết khổ nạn của hết thảy chúng sanh do đâu mà có, từ mê hoặc, điên đảo mà có. Quý vị đã mê nên mới tạo nghiệp. Quý vị tạo tác nghiệp bất thiện, sẽ có quả báo ác hiện tiền. Nếu quý vị đã giác ngộ, chẳng tạo ác nghiệp, dẫu có ác nhân, đã đoạn ác duyên, quả báo bất thiện sẽ chẳng hiện tiền. Quý vị làm nhiều chuyện tốt, tạo nhiều thiện nhân. Do điều thiện trong đời quá khứ, điều thiện trong đời hiện tại, có nhân, có duyên, quả báo thảy đều hiện tiền. Vì thế, đấy mới là từ bi cứu thế thật sự. Suốt một đời, Thích Ca Mâu Ni Phật làm công tác từ thiện cứu tế, chẳng tốn một đồng. Hoàn toàn sử dụng giáo dục. Trong thời kỳ mạt Pháp, Tổ Ấn Quang đã vì chúng ta thị hiện điều này. Nếu chúng ta có thể thấu hiểu, lãnh hội ý Ngài, sẽ có thể hiểu giáo huấn của Đức Phật. Chúng ta phải nên học theo Phật như thế nào? Học theo Tổ sư như thế nào? Nói theo kinh này, sẽ là phải dụng tâm như thế nào thì chúng ta sẽ có thể đạt được hết thảy công đức thắng diệu. Công đức thắng diệu ấy là nói đến người khác, chứ mình có hay không? Chẳng có. Vì sao? Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thảy đều chẳng có. Công đức ấy mới thật sự là thắng diệu. Trong ấy, hễ xen tạp vọng tưởng, phân biệt chấp trước, công đức sẽ chẳng thắng, mà cũng chẳng diệu. Diệu là phải ly tướng. Đấy là nói trong bài kệ có nhân, có quả. Câu thứ ba là nhân, câu thứ tư là quả, nhưng cũng không nhất định. Tiếp đó, Đại sư nói, hoặc nhị câu thị nhân. Câu thứ ba và câu thứ tư đều là nhân. Dĩ như trong kinh này nói, xảo sự sư trưởng, tập hành thiện pháp đẳng. Đẳng có nghĩa là những bài kệ thuộc loại này, tức là cả hai câu 3 và 4 đều là nhân. Xảo sự sư trưởng là câu thứ ba, tập hành thiện pháp là câu thứ tư. Cả hai câu đều là nhân. Xảo là thiện xảo. Sự là phụng sự sư trưởng. Xảo sự sư trưởng quyết chẳng phải là hàng ngày chăm sóc chuyện ăn, mặc, ở, đi lại, hầu hạ thầy rất chu đáo. Thầy không cần những điều ấy. Thầy cần học trò làm gì? Cần học trò y giáo phụng hành. Cần học trò phiền não tạp khí mỗi ngày giảm nhẹ. Trí huệ và phước đức mỗi ngày một tăng trưởng. Thầy thấy vậy sẽ hoan hỷ. Bởi lẽ quý vị thật sự đạt được từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Đấy là thật sự xảo sự. Vì thế, câu kế tiếp là tập hành thiện pháp. Phương tiện thiện xảo thảy đều thực hiện trong học tập. Học tập trong cuộc sống, học tập trong xử sự, đãi người tiếp vật, học tập hành thiện. Như Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo đã nói, thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quan sát thiện pháp. Thân, ngữ, ý nghiệp chẳng có gì bất thiện. Một ý nghĩa khác, xảo sự sư trưởng. Là đối với 24 môn oai nghi. Thiện xảo phương tiện trong sa di luật nghi, thảy đều thực hiện, đều làm được. Đấy là sự. Xảo có nghĩa là gì? Quý vị làm những chuyện ấy đều là giáo dục. Vì sao? Có nguyện ở trong ấy, ta làm cho người khác thấy, nêu gương tốt cho những người ấy, nhắc nhở họ. Đấy là xảo. Phải hiểu, chẳng có gì không phải là giáo dục, chẳng có gì không nhằm lợi ích và giáo hóa chúng sanh. Tự hành vốn là dạy người khác, dạy người khác vốn là tự hành. Tự hành và dạy người khác chẳng hai. Chúng ta lễ kính sư trưởng, dẫu sư trưởng chẳng cần, chúng ta phải làm đúng lý, đúng pháp, làm cho người khác thấy. Hiện thời, rất nhiều kẻ chẳng biết tôn kính thầy, chẳng biết hiếu thuận cha mẹ. Chúng ta phải nêu gương hiếu thuận cha mẹ, tôn kính thầy cho người khác nhìn vào. Đấy là xảo. Nói cách khác, đều là diễn tuồng. Cha và con diễn tuồng cho người khác xem, diễn cho những kẻ cha con bất hòa. Cha con có mâu thuẫn trông thấy, nhằm khuyên dạy họ. Đối với những kẻ chẳng tôn trọng thầy, thầy và trò diễn tuồng. Giống như Thích Ca Mâu Ni Phật và các học trò của Ngài, 1255 người diễn tuồng cho chúng ta xem. Đấy là xảo sự. Hoặc là nhị câu Phật quả. Câu 3 và câu 4 đều là quả. Quý vị thấy trong phần trước, câu 3 và câu 4 đều là nhân. Ở chỗ này, hoàn toàn đều là quả. Ví như trong lời nguyện đã nói, vĩnh ly phiền não. Và câu thứ tư là cứu cánh tịch diệt, đều là quả. Vĩnh viễn rời lìa phiền não là quả. rốt ráo tịch diệt cũng là quả. Rốt ráo tịch diệt chính là Đại Niết Bàn. Tu học Phật Pháp chẳng có gì khác. Nói thật ra, 8 chữ ấy cũng là pháp môn Đại Tổng Trì. Đã nói trọn hết, Phật Pháp tu gì vậy? Chính là đoạn phiền não. Phiền não là gì? Nói thô thiển thì là thất tình ngũ dục. Thất tình là mừng, giận, buồn, vui, yêu, ghét, ham muốn. Ngũ dục là tài, sắc, danh, ăn uống, ngủ nghê. Những thứ ấy thời thời khắc khắc dẫn khởi tham, sân, si, mạn. Hai mươi sáu món phiền não được nói trong Bách Pháp. Những thứ ấy đều dẫn dụ quý vị. Vĩnh viễn lìa phiền não, những thứ ấy ở bên ngoài. Tâm quý vị thanh tịnh, chẳng bị cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng. Đó là ly phiền não. Ly phiền não chẳng phải là một hai lúc, mà là vĩnh viễn lìa phiền não. Mở đầu của việc lìa phiền não là nhẫn, nhẫn nhục, nhẫn nại. Nhẫn lâu ngày sẽ đắc định. Định có thể chế phục phiền não. Công phu định lực càng sâu, thời gian chế phục càng dài, vẫn chưa vĩnh viễn lìa khỏi. Vĩnh ly là gì? Do định khai trí huệ. Sau khi trí huệ đã khai, chuyển phiền não thành bồ đề, tức là chuyển biến phiền não thành bồ đề, vĩnh viễn chẳng có phiền não. Người ấy là ai? Chính là Sơ Trụ Bồ Tát trong Viên Giáo. Kinh Luận Đại Thừa thường nói: phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, vĩnh viễn lìa phiền não. Trong 10 pháp giới thuộc về định, đã chế phục phiền não, chưa chuyển. Người ấy vừa chuyển sẽ thoát lìa 10 pháp giới. Thoát lìa 10 pháp giới, người ấy sẽ đến Hoa Tạng, tức là nhất chân pháp giới. Người niệm Phật do công phu như vậy, sanh vào Tây Phương Cực Lạc thế giới, là sanh vào cõi thật báo trang nghiêm. Hễ sanh vào nơi ấy sẽ là qua nở thấy Phật. Người ấy chẳng phải là sanh vào phàm thánh độ, chẳng phải là sanh vào cõi hữu dư, vì người ấy đã vĩnh viễn lìa phiền não, chế phục phiền não, chế phục sâu xa, sanh vào phương tiện độ, chế phục nông cạn, vừa mới chế phục, sẽ sanh vào cõi phàm thánh đồng cư. Cứu cánh tịch diệt chính là Phật quả rốt ráo. Còn cao hơn đẳng giác một tầng, đấy là vô thượng chánh đẳng chánh giác, là Phật quả rốt ráo. Trong thứ tự được sắp đặt trong Hoa Nghiêm sẽ là địa vị thứ 42, cao nhất. 40 địa vị trước đó là Pháp Thân Bồ Tát. Địa vị 41 là đẳng giác Bồ Tát. Địa vị 42 chính là tịch diệt rốt ráo. Vì thế, vĩnh viễn lìa phiền não là 41 địa vị Pháp thân đại sĩ. Tịch diệt rốt ráo chính là địa vị thứ 42. Tức Phật quả rốt ráo, thảy đều là quả báo. Nay chúng ta muốn tu, chẳng phải là cao như thế. Nay chúng ta muốn học là chế phục phiền não. Muốn chế phục phiền não, chẳng thể không có trí huệ. Trí huệ từ đâu mà có? Đọc kinh, nghe giảng, xem chú giải của các bậc đại đức xưa nay. Từ những chỗ ấy mà đạt được một chút trí huệ. Ta biết bao nhiêu, bèn làm bấy nhiêu. Như vậy thì mới hữu dụng. Tuy biết mà làm không được, vô dụng. Vì thế chẳng thể học quá nhiều. Vì sao? Học quá nhiều chắc chắn là quý vị chẳng làm được. Cổ nhân dạy học, đối với Phật Pháp lẫn Pháp thế gian, đều chẳng có ngoại lệ. Thầy luôn luôn là thâm nhập một môn, quân tu lâu dài. Học một thứ trò do chuyên chú mà được lợi ích. Chớ nên học nhiều, chớ nên học tạp. Học Phật, từ lúc mới phát tâm cho đến 80 tuổi, 90 tuổi cũng chớ nên không tuân thủ quy củ này. Nhất định phải là một môn. Chớ nên học tạp, chớ nên học nhiều, quý vị sẽ có thành tựu. Huống chi trong kinh, Đức Phật thường dạy, một kinh thông, hết thảy các kinh đều thông. Hiểu một pháp môn, môn nào cũng đều hiểu rõ. Trong đàn kinh, Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư đã nêu một khuôn mẫu tốt nhất. Thông một môn, hết thảy đều thông. Một môn của Ngài chính là Kinh Kim Cang do Ngũ Tổ đã giảng. Ngũ Tổ có giảng trọn hết Kinh Kim Cang hay không? Chẳng có. Tổ giảng đến câu ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, Ngài bèn hiểu, liền thông đạt. Những phần sau, Ngũ Tổ chẳng cần phải nói nữa. Quý vị thấy đó, đại khái là 1/3 Kinh Kim Cang. Ngài đã thông suốt một kinh, hết thảy đều thông. Khi Ngài lánh nạn, đầu tiên là gặp Tỳ Kheo Ni vô tận tạng. Vị này suốt đời thọ trì Kinh Niết Bàn. Kinh Niết Bàn rất dài, 3 ta niệm rất thuộc, chẳng hiểu ý nghĩa trong ấy. Lần ấy gặp Huệ Năng Đại Sư, hoan hỷ khôn cùng, cầu Huệ Năng Đại Sư giảng giải đại ý của kinh. Huệ Năng Đại Sư không biết chữ, bảo bà hãy niệm cho tôi nghe. Bản kinh ấy bà ta đã niệm rất nhiều năm, niệm nhuyễn như, bèn đọc thuộc lòng cho tổ nghe. Sau khi nghe xong, Huệ Năng Đại Sư giảng giải cho bà ta. bà ta khai ngộ. Khi đó Huệ Năng đại sư mới 24 tuổi. Suốt một đời ngài, dưới tòa có 43 người khai ngộ. Tỳ Kheo Ni vô tận tạng là người đầu tiên. Đấy là gì? Đã thông. Cho đến lúc ấy, tổ chưa hề nghe Kinh Niết Bàn. Quốc sư Pháp Đạt thọ trì 3.000 bộ pháp qua, mỗi ngày niệm một lần. 3.000 bộ, đại khái cần 10 năm để đọc một bộ kinh. Cứ ngỡ mình ghê gớm lắm, kiêu căng, ngã mạn. Khi gặp Lục Tổ đại sư, lúc lễ bái, đầu chẳng chấm đất. Lục Tổ thấy vậy bèn hỏi: "Ngươi lễ bái đầu chẳng sát đất, nói theo cách hiện thời, nhất định là ngươi có gì đáng để kiêu ngạo phải không?" Tổ hỏi sư: "Ngươi có chỗ nào đáng nên kiêu ngạo?" Sư bèn thưa rõ: "Con đã niệm 3.000 bộ kinh pháp qua." Đấy là cái tâm thường hằng, nghị lực rất khó có. Thế nhưng chẳng hiểu ý nghĩa và chỉ thú của kinh pháp hoa. Cầu Lục Tổ giảng giải. Lục Tổ nói: "Được." Kinh pháp hoa ngài chưa hề tiếp xúc. Trước nay chưa từng nghe, còn nói chi thấy. Ngài không biết đọc, bảo: "Ngươi niệm cho ta nghe." 3.000 lần đã niệm thật thuộc. Bèn niệm cho Lục Tổ nghe. Niệm đến phẩm thứ hai, chúng ta biết kinh pháp hoa có 28 phẩm. Sư niệm đến phẩm thứ hai, Lục Tổ nói: "Chẳng cần niệm nữa, ta đã hiểu toàn bộ. Những điều được nói trong kinh ấy chính là nhân quả nhất thừa." Tổ khai thị cho sư, sư mới hoảng nhiên đại ngộ, lại lạy đầu áp sát đất. Sự thị hiện này nhằm nói rõ ràng, rành mạch. Một kinh thông, hết thảy các kinh đều thông. Ngũ Tổ giảng giải kinh Kim Cang cho Lục Tổ, đã đại triệt đại ngộ kinh Kim Cang. 8 dạng 4.000 pháp môn đều ngộ. Tất cả hết thảy các kinh đều thông suốt, chẳng có gì không thông suốt. Cớ sao con người hiện thời chẳng ngộ? Vì sao chẳng thông? Chẳng có nguyên nhân nào khác, tu tập tạp loạn. Thứ gì cũng đều muốn học, kết quả là thứ gì cũng đều chẳng hiểu. Quý vị thấy Huệ Năng đại sư, ngài thứ gì cũng chẳng mong học, kết quả là thứ gì ngài cũng đều hiểu. Căn bệnh hiện thời của chúng ta là ở chỗ nào? Đổ bệnh làm gì thứ gì cũng đều muốn học. Chính mình gây tạp loạn cho chính mình. Học suốt một đời, một khiếu cũng chẳng thông. Chẳng thể trách ai khác, chẳng thể trách Phật, Bồ Tát, chẳng thể trách tổ sư đại đức. Người ta đã nói rõ ràng ngần ấy, nói minh bạch ngần ấy, nhưng chính quý vị đâu thèm tin. Vậy là chẳng có cách nào cả. Kể ra, đời này tôi rất may mắn. Tôi muốn học, thầy chẳng đáp ứng. ba vị thầy của tôi đều dạy tôi. Thâm nhập một môn, chẳng thể học tạp. Nhất là tôi được học giáo với thầy Lý, thuở ấy thầy Lý mở một lớp hơn 20 đồng học. Điều kiện là một, chỉ có thể học một bộ, chẳng thể học hai bộ. Học đồng thời hai bộ, thầy chẳng dạy quý vị. Quý vị chẳng thể tham dự lớp học kinh của thầy được. Tham dự lớp học kinh, chính quý vị chọn một bộ kinh. Vì thế, thầy để cho quý vị tự chọn. Chọn từ đâu? Nhất định là chọn từ Đại Tạng Kinh. Đại Tạng Kinh là tiêu chuẩn của chánh pháp, chẳng có tà pháp ở trong ấy. Quý vị chọn một bộ từ chánh pháp. Thầy còn xét trình độ và căn tánh của quý vị. Nếu quý vị chọn một bộ quá sâu hoặc chọn một bộ quá lớn, thầy lắc đầu, không được, con chọn bộ này sẽ chẳng thể tiếp nhận được. Chọn lại đi. Có thể là chọn tới 3 lượt, cả 3 lượt thầy đều lắc đầu, thôi ta chọn thay cho con. Thầy chọn thay cho quý vị. Vì thế, chúng tôi được giáo dục toàn là thâm nhập một môn, quân tu lâu dài. Trong thời đại này, mấu chốt thành hay bại là thiện tri thức. Nhưng gặp gỡ thiện tri thức, bản thân quý vị phải thọ giáo. Điều này có nghĩa là quý vị phải tiếp nhận giáo huấn của thiện tri thức. Nếu quý vị chẳng có tín tâm đối với thiện tri thức, chẳng có lòng tôn kính, ngoài mặt tuân phụng, trong lòng chống trái, sẽ chẳng có thành tựu. Ấn Quang đại sư nói rất hay. Học trò có một phần cung kính đối với thầy, sẽ được một phần lợi ích. Có 2 phần cung kính, được 2 phần lợi ích. Có 10 phần cung kính, được 10 phần lợi ích. Tôn sư trọng đạo, chẳng phải là thầy yêu cầu học trò tôn kính chính mình. Nếu hiểu là thầy muốn như thế, sai mất rồi. Thầy đòi hỏi học trò phải tôn trọng chính mình, chắc chắn chẳng phải là một vị thầy tốt. Nhưng tôn sư trọng đạo, nói thật ra là để thầy quan sát căn tánh của học trò. Cũng là như tổ Ấn Quang đã nói, xét xem cái tâm cung kính của kẻ ấy có được mấy phần, liền biết đứa học trò ấy trong tương lai sẽ có thể đạt được bao nhiêu. Thầy dạy cho trò, trò có thể tiếp nhận bao nhiêu, có thể tiêu hóa bao nhiêu. Do vậy có thể biết, nếu quý vị 10 phần cung kính thầy, thầy chẳng dạy quý vị 10 phần, sẽ có lỗi với quý vị. Vì sao? Quý vị có thể tiếp nhận 10 phần, thầy chỉ dạy 9 phần, thầy vẫn còn tiếc pháp. Còn có 1 phần chẳng nỡ dạy cho quý vị, sai mất rồi. Nếu quý vị chỉ có 1 phần tâm cung kính, thầy dạy quý vị 2 phần là đủ. 2 phần đã là nhiều quá rồi. Quý vị vẫn chưa thể tiếp nhận hoàn toàn. Thầy quán cơ của học trò, đấy là nhân tố trọng yếu, nhằm quan sát trong tương lai học trò có thành tựu hay không. Vì thế, tôn sư trọng đạo là từ trong gia đình cha mẹ dạy bảo quý vị. Hiếu thuận cha mẹ là do thầy dạy cho trò. Một người có thể thành tựu là do cha mẹ và thầy phối hợp chặt chẽ, mới dạy dỗ người ấy thành công. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. phải hết sức nghiêm túc nỗ lực học tập. Đoạn kế tiếp nói: hoặc câu thông nhân quả. Câu thứ ba và câu thứ tư vừa có nhân vừa có quả. Nhân và quả thể đều có. Ví như trong kệ tụng đã nói: dĩ pháp tự ngu, liễu kỷ phi thật. Trong mỗi câu đều có nhân và quả. Quý vị thấy đó, thật sự khế nhập Phật Pháp, pháp hỷ sung mãn. Pháp hỷ sung mãn là quả. Tu học khế nhập Phật Pháp là nhân. Trong câu này, trọn đủ nhân và quả, hết sức viên mãn. Liễu kỹ, kỹ ở đây là ca múa, biểu diễn, tức biểu diễn trên sân khấu. Những kẻ bình phàm thích ca múa, tuồng hát. Hiểu rõ những thứ ấy chẳng thật sự tồn tại, chẳng phải là thật. Người thế gian coi những thứ ấy là vui. Người hiểu rõ sẽ chẳng mặn mòi với chúng. Có nhân, có quả. Người thế gian hoàn toàn chẳng biết đến pháp lạc. Dĩ pháp tự ngu, chính là học rồi thường tập luyện, cũng chẳng vui sao? Kẻ bình phàm chẳng học, chẳng nhập cảnh giới này, chẳng đạt được niềm pháp hỷ ấy. Câu sau nhằm nói đến sự ca múa trong pháp thế gian. Kể cả dàn nhạc giao hưởng như thường nói trong hiện thời đều thuộc loại này. Đức Phật cho biết niềm vui do xem nghe những thứ âm nhạc ca vũ ấy đều chẳng phải là chân lạc. Chúng ta biết rất nhiều kẻ trong thế gian mê đắm thứ này. Mê khiêu vũ, mê ca hát, mê hí kịch, mê tuồng tích. Lãng phí thời gian suốt cả một đời trong những thứ ấy. Chẳng thành tựu điều gì. Vì thế, nêu ra thí dụ này, trong ấy có nhân và quả. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi nói tới chỗ